Từ lâu, Nam Cực được biết đến là lục địa không tồn tại sự sống, được bao phủ bởi lớp băng tuyết dày hàng km. Thế nhưng những phát hiện cực kỳ thú vị mới đây đã làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta về Nam Cực. Những con tàu đắm mang theo hàng hóa, vàng bạc, đồ trang sức luôn thu hút những kẻ săn lùng kho báu, bất chấp sóng to gió lớn để tìm cho mình những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, có những con tàu mà bản thân chúng chính là kho báu, là câu chuyện về những chuyến đi bão táp, khiến nó tỏa sáng hơn bất kỳ thỏi vàng hay viên đá quý nào khác. Vào mùa thu năm 1915, con tàu HMS Endurance của nhà thám hiểm vùng cực Ernest Shackleton bị chìm ngoài khơi Nam Cực, khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên băng trôi trên biển và bắt đầu một trong những câu chuyện kịch tính nhất trong lịch sử về việc sinh tồn ở Nam Cực trước những khó khăn dường như vô vọng. Mặc dù không phải là người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, nhưng chuyến thám hiểm của Ernest Shackleton và 27 thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu Endurance vẫn được xem là chuyến hải hành huyền thoại nhất mọi thời đại. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 5 tháng 12 năm 1914. Ernest Shackleton và 26 thành viên thủy thủ đoàn lên con tàu HMS Endurance, một con tàu ba cột buồm có thân tàu bằng gỗ gia cố và động cơ hơi nước. Họ rời đảo Nam Georgia ở phía nam Đại Tây Dương, bắt đầu chuyến hành trình đến lục địa trắng. Mang theo đó là một người trốn theo tàu, 69 con chó và một con mèo có tên Chippy. Mục tiêu của trưởng đoàn thám hiểm Shackleton là thiết lập một căn cứ trên bờ biển Weddell ở vùng Nam Cực. Hai ngày sau khi rời Nam Georgia, tàu Endurance tiến vào vùng băng trôi, hàng rào băng dày bao quanh Nam Cực. Theo nhiều tài liệu, vào năm đó, băng giá tồi tệ hơn bình thường. Mặc dù đang là mùa hè ở Nam Cực, biển Weddell vẫn bị đóng băng từ mùa đông và Endurance đã phải vật lộn để tìm đường đi đến điểm mà Shackleton hy vọng sẽ bắt đầu chuyến đi của mình. Họ trở nên bế tắc vì hành trình quá khó khăn. Trong vài tuần sau đó, con tàu phải tìm cách rẽ qua lớp băng để tiến về phía nam. Tuy nhiên, tới ngày 18 tháng 1 năm 1915, một cơn bão đã đẩy các tảng băng trôi về phía đất liền và khiến chúng nén chặt vào nhau. Tàu Endurance bị kẹt cứng giữa các tảng băng ở biển Weddell. Thomas O'Dellis, một trong những thủy thủ trên tàu, mô tả nó đông cứng như quả hạnh nhân giữa thanh sô-cô-la. Họ không thể làm gì khác ngoài việc làm quen với tình hình và chờ đợi mùa đông qua đi. Alexander McLean, một trong những bác sĩ trên con tàu, kể rằng Shackleton không tỏ ra tức giận hay để lộ chút thất vọng nào dù là nhỏ nhất. Ông ấy bình tĩnh nói rằng, chúng tôi phải trải qua mùa đông ở đây, giải thích những rủi ro và khả năng có thể xảy ra, cũng như không bao giờ đánh mất sự lạc quan. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1915, khi mùa đông vẫn đang tiếp diễn, đoàn thám hiểm quyết định đi xuống với hy vọng thoát khỏi tình trạng này khi mùa hè quay trở lại. Một trạm đất đã được thành lập trên băng. Những chú chó kéo xe trượt tuyết đã được chuyển ra khỏi tàu và thả trong những chiếc chuồng chó được xây bằng tuyết. Hải cầu và chim cánh cụt bị săn bắt để làm thức ăn cho thủy thủ đoàn và động vật. Việc phải giúp Endurance sống trong những tháng này sẽ là lần đầu tiên trong nhiều bài kiểm tra lớn về các kỹ năng của Shackleton với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tinh thần bị thử thách, nhưng Shackleton khiến người của anh ta bận rộn với những cuộc khám phá thường xuyên, các trận đấu bóng đá và khúc côn cầu cũng như các công việc khoa học và hàng hải khác. Có sự kiện được tổ chức để đánh dấu những ngày lịch quan trọng. Những ngày này được ghi lại trong nhật ký của các thành viên phi hành đoàn khác nhau và sau đó được Shackleton viết trong cuốn sách Lật Trang South. Cũng được ghi lại trên phim và ảnh bởi Frank Hulley, nhiếp ảnh gia chính thức của đoàn thám hiểm. Những hình ảnh đẹp đến ám ảnh của Hulley về con tàu bị mắc kẹt và khung cảnh băng giá khắc nghiệt đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên huyền thoại Shackleton trong những năm qua. Bất chấp nỗ lực khác nhau để giải thoát Endurance, con tàu vẫn bị mắc kẹt trong suốt những tháng mùa đông đầy bão tố đen tối. Vào ngày 27 tháng 10 năm 1915, một luồng gió cực mạnh quét qua lớp băng, nâng đuôi tàu lên, xé toạc bánh lái và mạn tàu bên phải. Những mảnh băng vỡ tràn vào bên trong tàu rồi tan thành nước. Đứng trước 27 thành viên thủy thủ đoàn, thuyền trưởng Shackleton tuyên bố, tàu sắp chìm, đã đến lúc chúng ta phải đi. Theo những nghiên cứu về Shackleton, ông đã thể hiện khí phách thực sự của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo. Chuyển đổi mục tiêu từ đi bộ xuyên Nam Cực sang đưa anh ta và người của anh sống sót trở về. Cách nền văn minh hàng nghìn dặm, không có phương tiện giao tiếp với thế giới bên ngoài,
Sóc Lê Thần và thủy thủ đoàn của ông chỉ có thể nhìn băng từ từ nghiền nát Endurance, cuối cùng nhấn chìm nó vài tuần sau đó. Cuối cùng vào ngày 29 tháng 11 năm 1915, tàu Endurance co giật trước những luồng gió hung hãn rồi biến mất dưới lớp băng. Bác sĩ McLean viết trong nhật ký, thuyền trưởng Sóc Lê Thần không hề biểu lộ sự tuyệt vọng, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất. Anh ấy bảo chúng tôi rằng thủy thủ đoàn sẽ phải trú ẩn cho qua mùa đông. Đến mùa xuân, khi băng tan, chúng tôi sẽ có cơ hội. Thuyền trưởng Frank Worsley đã sử dụng kỹ năng điều hướng của mình để ghi lại nơi Endurance nằm lại. Tọa độ đã giúp nhiệm vụ xác định vị trí của nó thành công vào năm 2022. Sóc Lê Thần viết trong nhật ký của mình, thú thực là tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Nhưng mặt khác, tôi bị kích thích và cổ vũ bởi thái độ của những người đàn ông. Cô đơn là hình phạt của sự lãnh đạo, nhưng người đàn ông phải đưa ra các quyết định sẽ được hỗ trợ rất nhiều nếu những người đi theo anh ta vững tâm và rằng mệnh lệnh của anh ta sẽ được thực hiện một cách tự tin cùng với những kỳ vọng thành công. Kế hoạch ban đầu của đoàn sau khi Endurance chìm là di chuyển qua vùng băng tiến về đất liền. Nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ ngay sau đó khi họ chỉ gắng sức đi được 12 km trong 7 ngày. Salatin viết trong cuốn sách về cuộc hành trình của ông, không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắm trại trên tảng băng trôi một lần nữa và kiên nhẫn. Đến ngày 11 tháng 4 năm 1916, khi tảng băng của họ bị vỡ ra, Salatin và thủy thủ đoàn Endurance đã lên thuyền cứu hộ, dành nhiều ngày bên nhau, chống chọi với cơn say sóng, ướt đẫm bởi nước biển đóng băng và bị tàn phá bởi cơn khát. Tuy nhiên, họ quyết tâm chèo thuyền tiến về phía mục tiêu. Thuyền trưởng Worsley đã lèo lái những con thuyền vượt qua sóng gió, và sau 6 ngày lênh đênh trên biển, họ chỉ còn cách đảo Voi gần 50 km. Những thủy thủ đã kiệt sức, Worsley không ngủ trong suốt 80 tiếng, một số người kiệt quệ vì say sóng, trong khi số khác lả đi vì bị kết lị. Tới ngày 7 tháng 4 năm 1916, những đỉnh núi phủ tuyết trắng của đảo Clarence và đảo Voi hiện ra, khiến họ tràn ngập hy vọng. Frank Wind, chỉ huy thứ hai trong đoàn của Sóc Lê Thần cho biết, ít nhất một nửa số thủy thủ không còn tỉnh táo. Tuy nhiên, họ quyết tâm chèo thuyền tiến về phía mục tiêu. Tới ngày 15 tháng 4, họ cuối cùng cũng đặt chân tới đảo Voi. Hoang vắng và không có người ở, đây là lần đầu tiên họ đứng trên đất liền kể từ khi rời Nam Georgia 497 ngày trước. Nhưng thử thách với họ chưa dừng lại. Khả năng có ai đó thấy và giải cứu họ ở đây là rất thấp. Nên sau 9 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị, Salatin và 4 người đàn ông khác, bao gồm đội trưởng Worsley và thợ mộc Harry, bắt tay vào phần rủi ro nhất trong cuộc hành trình của họ, lên chiếc thuyền cứu sinh James Kite và vượt qua 1.800 km trên những vùng biển hung bạo để đến đảo Nam Georgia, nơi có một trạm săn cá voi mang đến hy vọng được giải cứu. 16 ngày sau đó là khoảng thời gian họ phải chống đỡ với sóng gió dữ dội. Con thuyền liên tục bị quăng quật trong những con sóng lớn dưới bầu trời xám xịt. Mỗi đợt nước biển dâng giống như một kẻ thù cần phải vượt qua. Ngay cả khi họ đã tiến đến rất gần bờ, sóng gió lại một lần nữa hất họ văng ra xa. Khi gió dịu đi, họ mới có thể vào bờ. Tuy nhiên, mưa bão đã khiến con thuyền đi chệch hướng và họ đã tới phía bên kia của hòn đảo. Sóc Lê Thần, Worsley và Tom Green đã phải đi bộ 36 tiếng qua núi trên con đường chưa ai từng đặt chân để tới trạm săn cá voi. Tóc sắc sờ và bạc màu, khuôn mặt xám xịt, ba người xuất hiện trước sự bất ngờ của những người ở trạm săn cá voi. Một thợ săn cá voi người Na Uy vẫn nhớ như in giây phút ba người đàn ông đứng trước mặt quản lý trạm Thoran Sonor. Người này kể lại, người quản lý hỏi các anh là ai vậy? Người đàn ông đứng giữa nói khẽ, tôi tên Sóc Lê Thần, tôi đã quay đi và khóc. Sau khi hội ngộ với ba người còn lại của nhóm, Salatin hướng tới mục tiêu duy nhất, giải cứu 22 người còn lại trên đảo Voi. Tuy nhiên, cuộc giải cứu cũng không dễ dàng. Nhóm Salatin lên một con tàu, nhưng nó gần cạn nhiên liệu giữa đường khi họ đang cố vượt qua những tảng băng trôi, buộc họ phải trở lại đảo Falkland ở Nam Đại Tây Dương. Chính phủ Uruguay sau đó điều một tàu cứu hộ đến đảo Voi, nhưng đã bị băng đánh bật trở lại. Trong khi đó, tại đảo Voi, Frank Wind, người mà Sóc Lê Thần giao nhiệm vụ quản lý nhóm, hàng ngày đều thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng hành lý và nói trưởng đoàn có thể trở về hôm nay. Những thành viên trong đoàn ngày càng trở nên thất vọng và nghi ngờ. Một số từ bỏ niềm hy vọng được cứu. Odelis, một trong những thành viên đoàn thám hiểm, viết trong nhật ký,
không có ích gì khi tự lừa dối bản thân thêm nữa. Nhưng Skeleton không bao giờ có suy nghĩ bỏ rơi những thành viên trong đoàn. Ông đã kiếm được một con tàu khác tên Gencho từ Chile để tiếp tục nhiệm vụ giải cứu đoàn. Cuối cùng, ngày 30 tháng 8 năm 1916, hành trình gian khổ của đoàn thám hiểm đã kết thúc khi họ đón được đoàn thủy thủ trên đảo Voi. 20 tháng sau khi bắt đầu hành trình tới Nam Cực, tất cả thành viên trong đoàn thám hiểm đều sống sót và trở về an toàn. Tuy nhiên, con tàu Endurance đã mãi mãi nằm lại dưới đáy đại dương ở vùng Nam Cực. Phải cho đến hơn 100 năm sau, các nhà thám hiểm vào ngày 9 tháng 3 năm 2022 thông báo đã phát hiện xác con tàu đắm Endurance ở độ sâu 3.008m dưới biển Weddell, cách khoảng 6 km với khu vực con tàu bị các tảng băng trôi làm cho mắc kẹt, vỡ và chìm hồi năm 1915. Họ đã sử dụng thiết bị không người lái dưới nước để tìm và quay phim con tàu Endurance dưới biển Weddell, nơi có dòng xoáy duy trì lớp băng trên biển dày, thách thức cả những tàu phá băng hiện đại. Bản thân Skeleton trước đó đã mô tả vị trí tàu Endurance đắm là khu vực tệ nhất của vùng biển xấu nhất thế giới. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những khu vực khó điều hướng nhất trên đại dương. Thiết bị không người lái dưới nước đã ghi lại những hình ảnh rõ nét về con tàu dài hơn 43 mét này. Đáng chú ý, bánh lái của con tàu vẫn còn nguyên vẹn sau hơn một thế kỷ chìm dưới biển. Các tấm gỗ của tàu vốn bị hư hại do băng vẫn gắn với nhau. Hải quỷ, bọt biển và nhiều sinh vật của đại dương đã lựa chọn con tàu làm nơi trú ngụ. Endurance là thuyền buồm ba cột, dài 44 mét, rộng 7,6 mét và nặng 348 tấn. Nó được thiết kế và chế tạo dưới sự giám sát của Christian Jacobsen, bậc thầy chế tạo tàu biển người Na Uy, với mục đích ban đầu là tàu du lịch hạng sang cho khách du lịch hay phục vụ nhu cầu săn bắt quy mô nhỏ tại vùng biển Bắc Cực. Tàu có thể phá băng nhờ lớp vỏ dày từ 460 đến 760 mm, làm bằng gỗ sồi và gỗ linh sam Na Uy. Các phần của sống tàu được làm bằng gỗ sồi cứng. Miếng này xếp lên miếng kia dày đến 2.200 mm. Vỏ còn được bọc bằng một loại gỗ thủy lực rất cứng và nặng. Phần mũi nơi tàu dễ băng được thiết kế đặc biệt, dày đến 1.300 mm, với mỗi tấm gỗ được lấy từ một cây sồi được chọn trước với hình dạng tự nhiên của cây, tương đương với độ cong của vỏ tàu. Bên cạnh ba cột buồm, tàu còn được trang bị động cơ hơi nước đốt than, công suất 350 mã lực. Có thể đạt vận tốc 18,9 km/h. Vào thời điểm đó, Endurance có lẽ là con tàu gỗ cứng nhất từng được chế tạo. Mặc dù các nhà tìm kiếm đã xác định được vị trí của xác tàu, nhưng theo luật pháp quốc tế, xác tàu được bảo vệ như một di tích lịch sử. Các nhà thám hiểm được phép quay phim và chụp ảnh con tàu, song không được phép chạm vào tàu. Ernest Shackleton chưa bao giờ chạm tới cực nam hoặc băng qua Nam Cực như điều ông mong muốn. Về sau, Skeleton quyết định thực hiện thêm một chuyến thám hiểm Nam Cực cùng một số đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên vào ngày 5 tháng 1 năm 1922, Skeleton đã qua đời vì đau tim trên con tàu của ông ở đảo Nam Georgia khi ở tuổi 47. Ông được chôn cất ở đó vào ngày 5 tháng 3 năm 1922. Là vùng đất ảm đạm và gần như nguyên sơ ở rìa trái đất, Nam Cực vẫn bị xem là mối đe dọa chết người, ngay cả khi nhân loại nắm đầy đủ công nghệ và kiến thức về những hiểm họa ở đó. Đi sâu vào bên trong lục địa này, nhiệt độ có thể giảm xuống gần âm 90 độ C. Ở một số nơi, gió có thể đạt vận tốc 322 km/h. Nếu ở sa mạc bốn bề đều là cát, thì ở Nam Cực, mọi phía cũng đều phủ một màu trắng xóa. Rất khó khăn để có thể xác định phương hướng. Bên cạnh đó, nhiều điểm ở Nam Cực nằm ở độ cao 3.000 mét so với mặt nước biển, nên không khí loãng và oxy thấp. Hầu như mọi người sẽ không thể ngửi thấy mùi gì khi ở đây. Nhiệt độ trung bình của Nam Cực là âm 50 độ C, xuống thấp nhất là âm 80 độ C. Điều kiện như vậy khiến nhiều loài vi khuẩn cũng không sống nổi. Mức nhiệt độ lạnh nhất ghi nhận là âm 97,7 độ C, tức gần âm 100 độ C. Các nhà khoa học, kỹ sư ở Nam Cực phải mặc nhiều lớp áo, đi giày chuyên dụng, đeo găng tay và kính, thậm chí phải đeo mặt nạ làm ấm không khí trước khi họ hít thở. Bởi nếu không cẩn thận hít phải không khí quá lạnh, có thể khiến phổi bị sung huyết. Ở Nam Cực, vào mùa đông, mặt trời không mọc lên phía đường chân trời, nên cuộc sống gần như chìm trong bóng tối hoàn toàn trong 4 tháng. Ngược lại, vào mùa hè, mặt trời lại không lặn xuống dưới đường chân trời. Khắp nơi ở Nam Cực luôn tràn đầy ánh sáng. Cũng vì thế, khi đến đây, nhịp sinh học của con người bị rối tung lên, khiến người ta thường thấy khó ngủ,
khó ăn uống. Mặc dù là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới, nhưng ít ai ngờ rằng Nam Cực cũng chính là vùng đất khô cằn nhất trên hành tinh này. Nguyên do là bởi nhiệt độ âm quanh năm đã làm đóng băng hầu hết lượng nước hiện hữu ở đây, khiến độ ẩm không khí bị hạ xuống thấp một cách không tưởng. Ở châu lục này còn tồn tại những khu vực mang tên thung lũng khô Makmodo. Ở nơi đây không hề có bất kỳ sự hiện diện nào của nước, nên những thung lũng khô Makmodo còn được biết đến là hoang mạc khô cằn nhất trên trái đất. Bắc Cực và Nam Cực tuy có nhiều điểm tương đồng với nhau, nhưng một trong hai cực thì có một lạnh hơn nhiều so với khu vực kia. Đó là vì càng lên cao nhiệt độ sẽ càng giảm, và điều đó cũng giải thích cho lý do Nam Cực lại lạnh như vậy. Phần lớn châu lục này cao hơn mực nước biển trung bình đến 3.000 mét. Trong khi Bắc Cực thực ra là một đại dương đóng băng, mà nước thì giữ nhiệt tốt hơn đất liền. Phần nước ở đại dương ấm hơn sẽ truyền nhiệt qua lớp băng. Điều này làm cho nhiệt độ ở Bắc Cực không đạt tới mức cực đại như bề mặt đất liền ở Nam Cực. Các mùa đều chống lại Nam Cực. Vào khoảng tháng 7, khi trái đất ra mặt trời nhất, thì phần Bắc bán cầu lại quay về hướng mặt trời, nên ấm áp hơn, trong khi phần Nam bán cầu lại quay ra xa mặt trời, khiến lạnh càng thêm lạnh. Và lúc đó cũng chính là mùa đông ở Nam Cực, làm cho cực Nam lạnh hơn gấp 2 lần. Nhưng dù không là nơi cư trú được, nhưng Nam Cực lại có những tác động tích cực cho trái đất theo cách riêng của nó. Đây được coi là trung tâm điều chỉnh khí hậu rất quan trọng với hành tinh chúng ta, giúp cân đối nhiệt độ và đem đến cho chúng ta khí hậu ổn định.